Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dancing With Minh. Tạm bỏ qua những bài tập sexy của hàng tuần nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tập một tổ hợp mà tính chất là kitchen đáng yêu dành cho các bạn trẻ tuổi hoặc là những bạn mà không còn trẻ lắm nữa nhưng mà muốn trẻ hóa giống như là mình. Tên của bài hát thì mình sẽ chia sẻ với các bạn vào cuối video nhé. Chúng ta vào tập luôn đã. Đầu tiên là điệp khúc nhá, mình sẽ nhảy qua bên và đẩy tay, nhảy ngược lại, hai tay ôm vào và mình vặn người 4 lần, nhảy qua, quay về, hai tay ôm và vặn người, mình sẽ xoay vòng tròn và mở tay chữ V, xoay vòng tròn, hạ tay chữ A, ấn vai 4 lần, ấn sâu vai nhá, hai tay đặt ở giữa và xoay đầu, đưa tay lên, hạ xuống, đây là phần động tác dần chậm. Nhảy lên khi hạ xuống đầu gối trùng nhé. Và hai tay mở hai bên người nhanh gấp đôi. 1, 2, tay lên, xuống. Lên, xuống, lên, trùng đầu gối. Lên, xuống. Có thể nhìn theo tay. Chuẩn bị sang động tác mới. Mình sẽ giật vai và nhấc chân. 1, 2, chân. Hai lần vai, nhấc chân. Và khi xoay chân lên mình nhớ nghiêng người nhé. 3 và 4, 1 và 2, 3 và 4, 1 nhấc chân. Nhấc chân, nghiêng người để cho thuận động tác này. Mình quay vòng tròn và về điệp khúc, nhảy lại, hai tay ôm và vặn người, nhảy qua, nhảy lại, ôm hai tay và vặn người xuống, xoay vòng tròn và bật chữ V, xoay vòng tròn bật chữ A, 4 lần vai, 2, 3, 4, tay, xoay đầu, một lần nữa điệp khúc nhá, cho đỡ quên à, ôm vào và vặn người vào đúng chữ meo, 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 ôm vào này, và vặn người, xoay vòng tròn và bật tay, xoay vòng tròn và bật xuống dưới 4 lần, vai ấn sâu vai vào mọi người nha, đặt tay vào ngả, đầu nhẹ nhàng. Tiếp theo, phần bài hát này không có lời hát, chỉ có nhạc nền. Các bạn sẽ xem một đoạn múa đương đại của thầy Sang và bạn Thảo nhé. Những bạn nào quan tâm tới bộ môn múa này và muốn tham gia học thì có thể comment ở dưới và mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách học. Quay trở về với bài nào, mình làm nhanh luôn 4 lần nhảy cao hạ tay và 4 lần vai, 1 và nhấc, 2 và nhấc, nhanh vai, nhảy lên, quay trở về với phần hạ tay, trùng chân, vai, nhấc chân, vai, nhấc, nhấc cao chân, xoay tròn chuẩn bị về điệp khúc, bật nhảy, vòng tay ôm và hạ đầu gối, vặn người, trùng xuống meo 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 meo. Lần này mình không xoay tròn nữa mà mình sẽ đổi chỗ nhé. Các bạn có thể đổi đội hình ở trong bài biểu diễn nữa. 4 lần vai và tay về giữa, đừng quên xoay đầu. Một lần nữa điệp khúc nào, vòng tay ôm và hạ dần người, đổi bên, vòng tay ôm và hạ dần người, di chuyển vị trí nào, đội hình mình có thể thay đổi thoải mái nhé, có thể chạy nhiều hình khác nhau nữa. 4 lần vai và vòng tay. Bây giờ vẫn điệp khúc nhưng mình thay đổi động tác nhé. Các bạn thấy là mình mở hai tay sang ngang đó để tiến lên và đi về. Các bạn có thể thay đổi nhiều nữa ở những phần này để cho bài nhảy có thể thêm thú vị hơn. Mình mở tay và bước sang ngang thì ra cũng rất là dễ thôi. Nhìn lại nhá, mở tay, bước, mở, bước. Và vẫn nhảy phần này như bình thường này. Lại lùi về với động tác mở tay. Phần này vẫn nhảy như bình thường. Bật lên, bật xuống, vai. 1, 2, 3, 4, xoay đầu và hết bài. Thank you.
Và có cả những bản cover của ca sĩ Việt Nam rất là hay nữa, các bạn có thể tìm để nghe thử nhé. Và hy vọng là bài tập này cùng với những động tác rất là tươi trẻ vui vẻ này sẽ giúp cho các bạn cảm thấy relax và trẻ rất là nhiều. Đừng quên ấn nút subscribe nhé, bởi vì tuần sau chúng ta lại có bài tập mới rất là hay cùng với rất nhiều những video thú vị nữa. Bye bye.